Chùa nào cũng giống chùa nào nhỉ? Bây giờ hầu như cùng một cái kiến trúc ở vị bát ạ. À, những người đúc chùa là có tên đây đây nhỉ? Đâu đúc chuông, Đúc nhưng mà chuông, cái à đúc này nó gọi chuông, là kiến quả. kiến quả. Thường là người ta kiến quả thì người ta không muốn cho người khác biết, người ta làm công đức người ta mới không làm cho người khác biết. Những cái ghi danh này rất là ấy nha, Không, nhiều người ta không cần. rất những người sống ghi danh này rất kỵ, rất là bia đá mới lại các kiểu, À, đúng không? Mình thấy thế. đúng rồi, người ta đúng rồi. Chưa khi Đúng nào khi mới được xuống phạt. Đúng rồi. rất là đại kỵ đấy quý vị. Người ta có làm bao Ờ, nhiêu phúc hóa thì thiệt, trời đất biết mà. đúng rồi. Trời đất được quỷ thần biết chứ. Ừ. Chứ có cần phải ai biết đâu. Đúng rồi. Cái chuồng này. Cho nên là quý vị các bạn cũng lưu tâm là đừng có ghi tên trên. Ghi thì ghi trong tâm trong ấy được rồi, đừng có ghi trên ấy. Đá với lại Ừ, thì nhiều đúng bọn không? trẻ ấy, Nhiều bọn rồi, trẻ trẻ nó không biết. viết chữ bậy lên trên các tường, Cứ các có cái tiền có bia tiếc đá. là ấy đâu, nhưng mà đấy là một cái lại cái tác hại ngược lại. Cái Đây trước là góc chùa chụp Đồng này Mỗ nhỉ, mình bây giờ vẫn là mở chùa chùa Đồng Mỗ mà. nhưng mà sao à, có tên còn gọi là tên Linh Phúc Tự à? Linh Phúc Tự, mình thấy thích cái không gian ngày trước hơn. Cái không gian ngày trước có cái cây thị to đùng này, Cái thị đang ở phía trước. bây giờ đánh ra rồi. Chùa nó kiểu nó kiến tạo, nó nhìn cái phong cách mới, Không, ở trong Sài Gòn đấy. nó làm na nã nhau nhỉ, những cái người thi công rồi là mọi thứ họ làm, họ nghiên cứu nhau để làm một cái kiến trúc, nó không không có cái nét độc đáo riêng nữa, nó bị pha lẫn đây như như kiểu là cung lắng ấy, còn không không giống chùa lắm rồi. Thì nó mới mà. Ừ, nhìn nó mới, kết hợp đá nhiều quá nó thành ra nó có cái gì không thân thuộc lắm, nó còn mới quá. Sơn cái màu, người ta bảo 100 năm bia đá cũng mòn, 1000 năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Đây bia đá này sao mòn được à, bảo quản thế này, xây cả cái khuôn viên thế này không thể mòn được. Nhất là cái chùa đó, chùa cái gì, chùa Phụ Liễn, nhìn ra phố lúc nào vào đấy mới được.